Khoa đã cùng trở lại với các khán giả quen thuộc của chuyên mục Chat Vé Sao, và để tiếp nối cho phần 1 của chương trình cùng với khách mời Dương Triệu Vũ. Nào, ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng chúng tôi đến với phim trường của Chat Vé Sao và chúng ta cùng nhau tiếp tục trò chuyện. Xin mời tất cả quý vị khán giả. Tuổi trẻ của chúng ta thì bao giờ cũng được mọi người nghĩ rằng, mà cũng có thể đó là một cái thói quen, một cái sứ mệnh là dám nghĩ và dám làm. Thế thì bạn có ngần ngại để mà bắt đầu lại từ đầu sự nghiệp của mình, cái sự nghiệp mà bạn đang theo đuổi và đầy đam mê đó, giống như là cái việc mình xây những cái viên gạch đầu tiên, như là những cái điều bạn đã từng thành công khi mà bạn tham gia sinh hoạt phục vụ cho cộng đồng người Việt ở các nước, và cũng như là khi mà bạn bắt đầu về Việt Nam chẳng hạn. Bởi vì sau một thời gian có thể là mình làm điều đó, mình thấy là mình cần phải làm lại, cần phải bắt đầu lại. Nếu như nhìn tới đến thời điểm này thì Vũ cảm thấy là có thể kể cả những cái sự vấp ngã, những cái điều mà Vũ làm không đúng, nó đã giúp Vũ trở thành một con người nó tốt hơn, nó hoàn thiện hơn. Cho nên là nếu như mà muốn Vũ làm lại thì Vũ sẽ làm y chang như những gì mình đã làm. Tại vì Vũ, để mà dẫn Vũ đến cái thời điểm như bây giờ, như ngay lúc này, thì nó phải có những cái điều mà khó khăn, những cái chặng đường mà nó chông gai, mà những cái bước mà nó không có trọn vẹn cho lắm. Tại vì nếu như nói ra là Vũ cũng có một cái sự nghiệp ca hát khá dài, và đến ngay bây giờ cái con đường ca hát của Vũ nó không có bị, vẫn chưa có con đường đi xuống, mà nó vẫn từ từ, nó từng bước, cho dù nó chậm nhưng mà nó chắc, và nó cho Vũ cái khả năng càng ngày càng có cái bản lĩnh sân khấu lớn hơn. Cho nên Vũ nghĩ không, Vũ không muốn làm lại. Chính ra như vậy thì cái điều mà Vũ vừa chia sẻ đã khẳng định với các khán giả, và cũng như là nói với chương trình rằng là thật ra thì chúng ta nên dùng cái từ tiếp nối hoặc là tiếp tục thì nó đúng nghĩa hơn, đúng không ạ? Thế thì tiếp tục cho những cái hoạt động bạn đã làm trong thời gian vừa qua, mọi người lại đang chờ đợi cho một cái sản phẩm âm nhạc rất là mới mà anh Khoa nghe đâu đó cái tên gọi cũng khá là hấp dẫn, như là đối với các bạn mà chắc yêu thích những cái truyện tranh hay là phim ảnh thiếu nhi, cái tên là Siêu Nhân. Thì nãy giờ như hai anh em mình nói chuyện là anh có thể, em nghĩ là anh có thể, anh Khoa có thể nhận thấy một điều là em một người khá thực tế. Có thể em không có bao giờ mà tự dối mình hoặc là cái gì đó, cho nên những cái gì mà nó quá xa vời thì em sẽ không bao giờ nghĩ tới. Ví dụ như là mình làm lại cuộc đời của mình, tại vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đúng, tại sao mình phải bỏ thời gian của mình ra để mà mình suy nghĩ đến những điều mà không cần thiết như vậy, trong khi mình có thể làm những cái điều đó nó có hữu ích hơn. Và khi mà nghe, còn nói về cái album sắp tới của Vũ, thì khi mà quý vị nghe cái tên Siêu Nhân thì có thể cái điều đầu tiên nhảy vào đầu là giống như y như anh nói vậy đó, là truyện tranh thiếu nhi hoặc là năm anh em siêu nhân. Lúc nhỏ Vũ cũng rất thích cái show đó, nhưng mà khi mà lớn lên rồi thì Vũ không có coi cái show đó nhiều nữa. Nhưng mà cái bài Siêu Nhân này nó gần như là một cái sự tình cờ mà được gửi đến Vũ, tại vì đáng lẽ khi mà cái album được phát hành, ai viết bài này cho Vũ? Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Thì Nguyễn Hồng Thuận đã gọi Vũ vào một buổi chiều nào đó và nói là Thuận có một bài mà Thuận nghĩ là nếu như bạn hát là sẽ ok lắm đó, đối với giới trẻ. Tại vì thiệt ra cái album trước của Vũ hát nhắm đến giới trẻ nhưng mà có quá nhiều bài. Cái Mãi Mãi Bên Em, đúng không? Cái Mãi Mãi Bên Em đó, đó cái này đây. Thì cái hình ảnh là nó nhìn cũng khá là người nhện. Nhưng mà rất nhiều bài hát trong này là nó mang cái âm hưởng mà nó hơi hơi lớn tuổi chút xíu. Cho nên là Nguyễn Thuận cũng biết điều đó. Cho nên Nguyễn Thuận đã tìm một cái bài mà nhắm đến giới trẻ cho Vũ. Tại vì bạn ấy cũng muốn mình hòa nhịp với giới trẻ ở đây nhiều hơn. Tại vì hồi thì ở trong cái bài hát này nó có những cái thông điệp rất là hay. Mà lúc đầu khi Vũ nghe cái tên Siêu Nhân thì Vũ cũng có suy nghĩ y chang như anh, cho nên Vũ cũng không trách anh. Nhưng mà, nhưng mà thì trong đó, cái thông điệp ở trong này là nó có những cái câu như vậy,
nó nói lên một cái người mà đã lớn lên trong những cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt, những cái con phố nghèo, nhưng mà lúc nào trong họ cũng có cái niềm mơ ước là một ngày nào đó họ sẽ được vươn lên và bay lên trời cao. Rồi nó có một cái câu hát như vậy: tôi không cần điều siêu phàm, bởi trong lòng tôi biết mình thật chăm chỉ qua ngày tháng sẽ bay cao bay thật xa. Tôi tin vào đôi tay này, trí óc này, rồi một ngày sẽ đến lúc tôi tỏa sáng, chắp cánh bay lên trời cao. Thì đúng như nhiều cái tâm trạng của những giới trẻ khác, nó cũng rất phù hợp với cái tâm trạng của Vũ trong lúc này. Tại vì lúc nào Vũ cũng bị sau cái bóng của hai người anh của mình. Cho nên có lẽ là cái niềm đam mê của mình, cái niềm ước mơ của mình cũng là sẽ có một ngày nào đó mình tỏa sáng và chắp cánh bay lên, có một cái chỗ đứng nhất định của mình. Thật chân tình, cớ vì sao em lừa dối? Ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nào, thế mà sao em còn vu vơ hoài? Có trôi cũng thế, có nơi cũng thôi, thôi không như nhớ lạnh quanh làm chi em ơi. Thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây mẹ sẽ vụt bay. Ở ngày xưa đã hết, đã chết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi, chỉ tình người ơi. Khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Thôi không còn mong chờ, nhớ làm chi, xin đừng đến. Đã biết bao lâu em luôn lừa dối anh, nếu còn yêu đâu cần vu vơ nhiều.